Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa pháp không quên mất, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa tánh luôn luôn xả, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không, không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.